Mời chào các bạn đến với video mới của Y Dược Tử Vi. Các bạn hỏi là có nên kết hợp các thuốc NSAID với nhau hay không? Để trả lời câu hỏi này thì ta phải hiểu rõ về nhóm thuốc này một xíu. Thuốc kháng viêm không steroid hay còn gọi là NSAID, nó được dùng để điều trị viêm, đau và sốt. Để hiểu rõ cách hoạt động của NSAID, trước tiên ta nói sơ qua vừa là viêm. Viêm là một phản ứng có lợi của cơ thể, phản ứng với các kích thích có hại, ví dụ như là nhiễm trùng hoặc là chấn thương. Trong quá trình viêm, các tế bào miễn dịch sử dụng enzyme phospholipase E2 để lấy các phospholipid màng và tạo ra một axit béo không bão hòa có 20 carbon gọi là axit arachidonic. Axit arachidonic là cơ chất của enzyme cyclooxygen hay còn gọi là COX. Cyclooxygen tồn tại hai dạng đồng phân khác nhau, đó là COX 1 và COX 2. COX 1 là enzyme cấu tạo, nghĩa là nó luôn hoạt động. Trong khi đó, enzyme COX 2 là enzyme cảm ứng, nó phải được kích hoạt để được hoạt động và thường được kích hoạt bởi các tế bào miễn dịch trong quá trình viêm. Cả hai enzyme đều tạo ra prostaglandin E2 và prostaglandin gây giãn mạch và thu hút các tế bào miễn dịch khác đến vùng này. Chúng cũng cảm nhận trên các neuron cảm nhận cơn đau gọi là thụ thở đau, và chúng cũng kích thích vùng dưới đồi làm tăng nhiệt độ cơ thể gây nên sốt. Prostaglandin E2 cũng có tác dụng khác như là co thắt tử cung, giảm tiết axit và tăng sản xuất chất nhầy để bảo vệ dạ dày. Trong các tình trạng như là viêm, đau hoặc là sốt, NSAID được sử dụng để ức chế enzyme COX làm giảm sản xuất prostaglandin. NSAID được chia làm hai nhóm chính: thuốc ức chế COX không thuận nghịch như là aspirin và thuốc ức chế COX thuận nghịch, được chia làm hai nhóm: thuốc ức chế không chọn lọc và thuốc ức chế COX 2 chọn lọc như là celecoxib. Các bạn có thể tham khảo video này nói về các thuốc NSAID trên easytv.com. Aspirin được gọi là acid acetylsalicylic, hoạt động bằng cách ức chế không thuận nghịch cả COX 1 và COX 2. Aspirin được dùng qua đường uống và phần lớn được hấp thu ở hồi tràng. Sau khi được hấp thu vào máu, aspirin ức chế không thuận nghịch trong tiểu cầu bằng cách NCT hóa cộng hóa trị, làm giảm sản xuất thrombosan E2 trong tiểu cầu. Mà thrombosan E2 là một chất kích hoạt tiểu cầu, nên khi giảm sản xuất thrombosan E2 thì sẽ chống kết tập tiểu cầu, nên gây tăng thời gian chảy máu, cũng như là tránh hạn chế các cục máu đông, tránh tai biến, đột quỵ. Ở gan, aspirin được chuyển hóa thành salicylat, không có tác dụng chống kết tập tiểu cầu, nhưng đặc tính là kháng viêm. Salicylat hoạt động bằng cách ức chế COX 2, do đó làm giảm sản xuất prostaglandin, dẫn đến giảm viêm, giảm đau và hạ sốt, nên nó được dùng để điều trị đau đầu và đau cơ xương. Điều quan trọng của aspirin là liên quan đến liều lượng. Liều thấp dưới 300mg trong một ngày có tác dụng như là một thuốc chống kết tập tiểu cầu. Liều trung bình từ 300 cho đến 2400mg trong một ngày có tác dụng hạ sốt và giảm đau. Và liều cao trên 2400mg trong một ngày có tác dụng như là một thuốc kháng viêm, nhưng vì có ảnh hưởng trên dạ dày, do ức chế prostaglandin khi dùng liều cao nên ít được phổ biến như là một thuốc kháng viêm. Còn liều thấp ở dạng viên nén 81mg được sử dụng lâu dài giúp ngăn ngừa các cơn đau tim, đột quỵ và sự hình thành cục máu đông ở những người có nguy cơ hình thành cục máu đông cao. Chuyển sang nhóm thuốc ức chế không chọn lọc, ức chế thuận nghịch cả COX 1 và COX 2. Các thuốc phổ biến này bao gồm ibuprofen, naproxen, ketorolac, indomethacin, meloxicam. Tất cả những thuốc này đều qua đường uống. Trong khi đó, ibuprofen, keto và indomethacin có thêm dạng tiêm. Cũng giống như là aspirin, thuốc này cũng ức chế COX 1 và có tác dụng chống kết tập tiểu cầu. Nhưng vì ức chế thượng nghịch nên tác dụng những thuốc này chỉ là thoáng qua, nên chống kết tập tiểu cầu không hiệu quả bằng aspirin. Cái thuốc này cũng ức chế COX 2 làm giảm viêm, giảm đau và hạ sốt như là aspirin. Nhưng đối với nhóm thuốc này có thể điều trị trong cơn gút cấp, còn đối với aspirin thì nó cạnh tranh với acid uric để bài tiết qua thận. Điều này làm trầm trọng thêm các triệu chứng của cơn gút cấp.
chuyển sang nhóm thuốc ức chế chọn lọc cấp 2. Điển hình trong nhóm này đó là celecoxib. Celecoxib ức chế thượng nghịch cấp 2 nên có thể điều trị đau và viêm như là NSAID khác. Và vì nó không ảnh hưởng đến cấp 1 nên không có tác dụng chống kết tập tiểu cầu. Về tác dụng phụ của aspirin và các thuốc ức chế không chọn lọc đều có thể gây ra nhiều tác dụng phụ do ức chế cấp 1 ở nhiều bộ phận của cơ thể. Sự ức chế cấp 1 trong dạ dày làm ảnh hưởng nồng độ prostaglandin, chính vì vậy làm giảm tiết chất nhầy bảo vệ dạ dày, nên thường xảy ra là đau dạ dày, loét dạ dày, nặng hơn có thể là chảy máu. Đối với nhóm thuốc ức chế thuận nghịch, ít ảnh hưởng trên dạ dày hơn là aspirin, nhưng đối với thuốc ức chế cấp 2 như là celecoxib ít tác dụng phụ trên dạ dày nhất, do thuốc không có ảnh hưởng trên cấp 1. Ở thận thì các NSAID đều ức chế cấp 2, làm giảm prostaglandin, gây giãn động mạch ở thận, làm giảm lưu lượng máu đến thận. Và khi mà lưu lượng máu giảm đến thận á, thì cơ thể sẽ nghĩ rằng là đang huyết áp đang thấp. Do đó, để tăng huyết áp, thận sẽ kích hoạt endothelin dẫn đến tăng huyết áp. Nếu dùng lâu dài thì cơ thể dẫn đến là viêm thận mãn tính hoặc là suy thận. Đối với nhóm thuốc ức chế cấp 2, ảnh hưởng và rối loạn chức năng thận nhiều nhất. Cũng chính vì sự mất cân bằng giữa prostaglandin E2 và thrombosan E2 dễ bị nhồi máu cơ tim và đột quỵ hơn. Tóm lại, NSAID là thuốc kháng viêm, giảm đau và hạ sốt. Đối với bệnh nhân có tiền sử loét dạ dày thì chúng ta ưu tiên sử dụng nhóm thuốc chế cấp 2 hơn. Đối với người có tiền sử bị tim mạch thì nên dùng thuốc ức chế không chọn lọc ưu tiên hơn là nhóm thuốc ức chế cấp 2. Và có nhiều bạn hỏi là có nên kết hợp NSAID lại với nhau hay không? Và được hiệu quả là như thế nào? Trước khi mà qua phần tiếp theo, tôi mong các bạn giúp chúng tôi bằng cách đánh vào nút like ở dưới video này nếu các bạn thích nó, hoặc là nút dislike nếu các bạn không thích. Và các bạn cứ thẳng thắn nha, bạn like hay là dislike thì cũng không ai biết bạn like đâu, cả là mình. Cái việc này thật sự rất là ý nghĩa đối với chúng mình, tại vì mình cần nhìn vào số liệu thích hoặc là không thích này để mà chỉnh sửa, để mà hoàn thiện. Và những cái video sau nó sẽ hay hơn video trước. Nếu các bạn thấy video sau mà hay hơn video trước á, thì chắc chắn cái người góp một phần vào đó là các bạn, thông qua bấm nút like hoặc là không like nha. Các bạn giúp Y Dược Tư Vi nha. Bây giờ chúng ta sẽ xét theo từng trường hợp. Thứ nhất là thuốc ức chế cóc không thuần nghịch aspirin kết hợp với thuốc ức chế cóc thuần nghịch không chọn lọc, ví dụ như là diclofenac. Thứ hai là hai thuốc ức chế không chọn lọc, ví dụ như là diclofenac với lại là ibuprofen. Thứ ba là thuốc ức chế chọn lọc cấp 2 kết hợp với thuốc không chọn lọc, ví dụ như là celecoxib kết hợp với lại là diclofenac. Thứ tư là hai thuốc chọn lọc cấp 2 với nhau, ví dụ như là celecoxib kết hợp với lại entorecoxib. Từ những trường hợp ví dụ trên, ta nhìn vào sơ đồ như sau. Trường hợp 1, nếu đã sử dụng diclofenac vừa ức chế cả cấp 1 và vừa ức chế cả cấp 2 rồi, mà khi đã ức chế cả cấp 1 và cấp 2 thì cho thêm aspirin vào làm cái gì? Aspirin sẽ cạnh tranh với diclofenac tại các receptor, nhiều khi độ hiệu quả sẽ không còn mà tác dụng phụ trên dạ dày là tăng lên gấp đôi. Trường hợp 2, trường hợp 3 và cả trường hợp 4 vẫn như vậy. Nếu cả hai thuốc kết hợp với nhau ức chế cấp 1 thì sẽ gây hại, rất hại trên dạ dày. Còn nếu cả hai thuốc ức chế cấp 2 sẽ rất nguy hại cho thận, tăng huyết áp cao, suy tim. Và nhiều bạn nói rằng là nếu không kết hợp thì bệnh nhân sẽ không đỡ bệnh. Cái này là câu nói người biện mà thôi, nhưng xét ra thì nó vẫn đúng. Với những người bị mãn tính thì họ sẽ không còn đáp ứng với các NSAID nữa. Nhưng nếu kết hợp với nhau tác động trên cấp 2 thì sự kháng viêm sẽ tăng lên, nhưng đánh đổi lại là thận, suy tim, huyết áp và dạ dày cho bệnh nhân. Và cũng có những bạn nói là chỉ uống 1-2 ngày thôi không ảnh hưởng gì cả. Trời ơi, một bệnh nhân bị viêm khớp mãn tính rồi thì uống 1 ngày, 2 ngày có hết được hay không? Họ mua bạn 2 ngày, bạn nghĩ là bạn chỉ bán 2 ngày thôi nên không sao. Nhưng ai ngờ được trước đó họ để mua chỗ bạn là biết bao nhiêu cái 1 ngày 2 ngày như vậy rồi. Chưa kể là để mua chỗ tiệm khác rất là nhiều. Nên với góc độ là một nhà thuốc thì kết hợp thì nó có hiệu quả có chút ít đấy, nhưng đánh đổi lại tác hại thì không nên chút nào. Thật sự còn có rất là nhiều thuốc kết hợp với NSAID để tăng độ hiệu quả gấp đôi cho bệnh nhân mà không nhất thiết phải kết hợp với các NSAID với nhau. Chưa kể các bài thuốc đông y rất là hay, ví dụ như là đập hoạt, tan ký sinh, đương quy, đổ trọng, xuyên khung và nhiều khi có thêm là hỷ thêm.
nói chung rất là nhiều. Khi xưa y dịch tử vi đi làm cho người ta đã lấy kinh nghiệm thì cũng có kết hợp các anh sếp với nhau đấy. Nhưng từ khi có nhà thuốc riêng thì hầu như không còn kết hợp với nhau nữa, mà độ hiệu quả cho bệnh nhân vẫn như vậy. Ok, trong video hôm nay y dịch tử vi nói đến đây thôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. Cảm ơn bạn đã xem video này. Nếu bạn chưa đăng ký vào channel của tôi và chưa like trang Facebook của tôi thì hãy làm ngay bây giờ để có thể đón xem những nội dung tiếp theo mà tôi sẽ chia sẻ. Nếu bạn thích video này thì hãy nhấn nút like, comment suy nghĩ của bạn ở bên dưới. Những video như thế này tốn rất là nhiều thời gian của tôi, cho nên nếu như bạn thích thì tôi xin bạn hãy chia sẻ trên Facebook của bạn để cho những người khác có thể theo dõi, cũng giống như là ủng hộ channel này để tôi có thêm lý do để tiếp tục làm những video mới. Cảm ơn bạn.